xài đường đen vậy tối về có tẩy trang không? Thôi chứ. Ừ. Nhạc đi quên. Lên vị trí đi. Vị trí gì? Con tiếng nhạc nó không cho lên bây giờ chứ. Chị bà ngu luôn một đống lắm vậy. Cũng là con trai. Nghiêng cái tai xíu vậy. Ủa người ta lấy mụn bắt người ta nghiêng. Sao mà nghiêng được?
Sao chẳng tâm lý đó hả? Mà đau quá. Gì? Cái gì? Mày xếp mỗi nhà chị nghe. Làm sao? Xong em hỏi liền luôn. Đứng cái đứng với chị Hòa, chị Hòa mà biết được cái gì? Muộn thì đang không lấy được, đang bực mình đây. Cái râu của em nó làm viêm cái nang lông như thế này nè. Cạo râu nó hay mọc mụn như thế này đúng không? Đây, chỉ bóp triệt đi thì nó mới hết đây thôi. Cái râu nó hay bị mọc ngược á.
Cô đây, gần hết rồi. Đâu rồi chị? Đâu rồi? Xin. Mấy cái mụn nó không quên, không có mụn. Chân tóc nhiều mụn như ta. Em dùng dầu gội gì á? Đây. Dầu gội gì ta? Gội lâu chưa? Em chỉ gội như dầu gội đô sao? Một loại duy nhất đó thôi. Mấy loại kia ngứa đầu lắm. Mà chắc là đang nóng trong người sao? Hôm bữa giờ nóng em bị mọc ở dưới ngực nữa nè. Nóng hả? Thấy biết em thấy nó mọc dừa đâu bố. Đâu đây mụn luôn đấy. Người mà bị là mụn hơi bị đau vậy. Ủa đúng là gội đô nó mình ngứa chứ. Lúc trước là mình có vụ mọc mọc mụn trong tóc mà cũng không có vụ mọc mụn dưới ngực nữa, bây giờ nó lên rồi mới. Không hiểu. Xịt thuốc vào đây. Ok.